Bây giờ Trang sẽ trồng cái hoa này. Trang sẽ trồng cái cây này lên cây gỗ nha. Trang sẽ để này. Trang đã làm xong cái cây rồi nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Cái làng này hôm trước Trang ghép bây giờ nó đã rễ nó đã bám vào rồi nè. Lên cho Trang hai cái lá non. Một cái lá này bữa trước với là lá non này nữa. Còn rễ nó ra đây ha. Rễ nó ra trong này. Chuối này thì chị non nó ra tới tủa luôn bên này này. Sẽ quay kỹ cho bên này này, trái non nó bám vào thân gỗ rồi này, đây trái non bám vào thân gỗ rồi. Còn hai cái rễ ở đây nó đang tỉa ra. Cái cây này vừa có mùi thơm mà Trang thích ghê á, mà nó sống được là cưng rồi mọi người. Ra đây này, này. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trang nha.